Ok, xin chào anh em đã đến với cả Lotto Z. Tình thấy là rất là nhiều channel review con này rồi, và thậm chí Lotto Z đã có review trải nghiệm trực tiếp hay là chi tiết những cái khác rồi. Vậy thì hôm nay con Lenovo i545 này mình sẽ nói về cái gì? Hôm nay mình sẽ nói về 5 cái lý do các bạn nên mua i545 thay cho những con laptop khác của Lenovo như là i7000 hay là i540 hiện tại. Những cái điểm mà i545 vượt trội hơn so với những cái sản phẩm kia là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhá. Let's go. Đầu tiên mà mình thấy là con máy này hơn ở i540 có lẽ là ở thiết kế. Thiết kế thì mỗi người thích một kiểu, có người thích con i540, có người thích con i545. Thì theo cảm quan cá nhân của mình thì i545 sẽ phù hợp với anh em nào thích cái thiết kế hầm hố hơn. Nó vẫn giữ được cái sự tinh giản, những cái sự tối giản của thiết kế nhưng mà nó không quá hầm hố. Mô hình chung thì anh em thích cái thiết kế này không thì hãy để cho mình một like và một bình luận ở dưới phần comment. Cá nhân mình thấy thì cái logo Y đằng sau nó có cảm hứng một chút từ một chiếc Mercedes, hay là những cái đường gân, hay là những cái đường gió, khe gió đấy. Nó trông rất giống một chiếc xe mô tô nhưng mà có logo của Mercedes. Nói chung là về thiết kế thì mình thấy là nó rất là đẹp theo cảm quan cá nhân của mình. Nếu anh em thích thiết kế này thì thực sự đây là một điểm mà rất đáng giá nếu mà so với những chiếc i540 bình thường. Ngoài ra điểm thứ hai mình nghĩ là i545 sẽ hấp dẫn anh em hơn so với những chiếc laptop gaming hiện tại, những chiếc laptop gaming khác, đó chính là chất lượng hoàn thiện của nó làm rất là tốt. Hầu hết máy được làm từ vỏ kim loại anh em nhé. Tất cả những phần như là lưng máy hay là phần chiếu nghề tay hay là phần vỏ máy ở dưới, tất cả được làm bằng kim loại, sờ rất là chắc chắn. Ngoài ra là cái độ hoàn thiện ở những cái như là phím bấm nguồn hay là những cái khu vực bàn phím, màn hình, bản lề, khung máy hay là chỉ đơn giản là những khớp máy ở đây thì nó cho ra được cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Ngoài ra nữa thì chúng ta ở cổng kết nối cũng hoàn thiện rất là mịn màng và nói chung là rất là ngọt. Về khoản thiết kế hay là phần chất lượng hoàn thiện, mình nghĩ đây là một trong những điểm sáng giá và vượt trội của i545 nếu so với cả những chiếc laptop i540. Và cũng đồng nghĩa với việc là bạn sẽ bỏ ra thêm một chút tiền nữa để xưa cái sự chênh lệch này. Nếu mà số tiền này mình nghĩ ở mức hợp lý thì đây là một trong những sản phẩm rất là hời anh em bỏ tiền ra mua. Điểm thứ ba mình nghĩ là anh em sẽ thích ở chiếc máy này chính là cấu hình của nó. Cấu hình của con i545 này đang sử dụng là Core i7-9750H RTX 2060 màn 144Hz và giá đang chỉ khoảng ở laptop gaming tầm trung là dưới 35 triệu đổ về. Thì mình thấy là mức giá này quá là ngon, nên anh em tìm chính hãng thì rất là khó để tìm ra một con máy nào có cấu hình như này. Lưu ý cho mình là màn hình 144Hz nha, không chỉ là màn hình bình thường mà màn hình 144Hz. Trải nghiệm chơi game là rất mượt mà và mình nghĩ đây là một trong những cái màn hình đẹp nhất mình từng sử dụng. Độ sáng tốt, độ tương phản cao, cho ra màu sắc sặc rỡ, độ phủ màu cũng rất là tốt nữa. Nói chung là ở cái màn hình này mình rất là thích. Và đó cũng là điểm sáng giá nhất trên cái phần cấu hình con này. Và mình nghĩ cấu hình này là cấu hình quá là hời để anh em mua chiếc máy này rồi. Coi 7-9750H RTX 2060 trang bị các thứ đầy đủ cùng với màn hình 144Hz, giá chỉ khoảng là 35 triệu đổ về. Thì một chiếc máy như thế này mà hàng kiểu new hay là new cũng rất là đáng mua rồi. Ngoài ra điểm thứ tư mình thích ở con máy này là bàn phím và touchpad. Hầu hết những chiếc laptop gaming thì không có được cái touchpad quá là ngon. Tuy nhiên thì con này cho cái touchpad rất là mịn. Mình nghĩ là nó được phủ kính đấy. Và sờ hai nút bấm cũng rất là êm, sờ cũng rất là sướng. Phím thì cũng đã khắc phục được những cái điểm xấu, những cái điểm mà chưa tốt của con i540 hay là i7000 năm trước. Nếu chính là cái phần phím nó bị rít thì bây giờ phím nó gõ rất là êm, sướng và nói chung là chất lượng gõ cũng rất là tuyệt vời. Điểm cuối cùng mình nghĩ là anh em sẽ thích ở chiếc máy này nó lại nằm ở cân nặng cơ. Tại sao là vậy? Đầu tiên là về tổng thể thiết kế nó không hề quá là to. Cùng với đó là cân nặng của nó chỉ vào khoảng 2,2-2,3 cân. Nhưng nó không phải chỉ làm từ nhựa mà làm từ kim loại. Làm từ kim loại độ hoàn thiện là rất là chắc chắn và cân nặng chỉ như thế này thì liệu là còn cái điểm gì để chê nữa không? Mình hoàn toàn có thể mang nó đi, mang nó lại. Những cái việc công việc mình cần phải làm thì mình vẫn có thể mang đi ra ngoài mà không gặp khó khăn. Thường những chiếc laptop gaming mà có chất lượng hoàn thiện tốt như con máy này mà sử dụng kim loại thì nó sẽ là nặng. Nếu như mấy con laptop đeo nó sẽ tầm 2,6-2,7 cân ấy. Thì mình nghĩ đây là điểm rất là vượt trội của con máy này luôn.
Và công nhận là Lenovo làm laptop gaming tầm trung hiện tại đang là thực sự rất là tốt, rất là điểm khó để mình chê. À, duy cho cùng thì đây là một con laptop rất đáng để mua. Mặc dù vậy thì để nhìn chung trên thị trường hiện nay thì không có laptop gaming nào hoàn hảo cả. Vẫn có một vài nhược điểm mà con máy này sẽ phải hy sinh. Điểm đầu tiên mà mình nghĩ là không phải ai cũng thích ở con máy này, với cá nhân mình cũng thế, đó chính là cục sạc rất là to của nó. Nó đã sử dụng cục sạc 230W, kể cả cấu hình GTX 1660T nó cũng to như vậy. Vậy thì đây có phải điểm trừ không? Thì mình nghĩ đây là vừa là điểm trừ mà cũng vừa là điểm cộng. Thực ra mà nói, các hãng khác hiện tại họ đang làm cái cục sạc nhỏ đi và hiệu năng của nó sẽ giảm bớt. Thế nên là khi anh em chơi game thì pin nó sẽ rụt đi một chút. Còn Lenovo thì không chọn cách như vậy, họ vẫn sẽ chọn cho chúng ta một cục sạc to, đủ công suất để giúp cho các bạn chạy hiệu năng một cách ổn định nhất. Và pin của các bạn sẽ không bị tụt trong quá trình các bạn sử dụng nặng. Thế nên cục sạc to thế này là một nhược điểm trong cái việc di chuyển hay là cái tính di động của anh em. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho hiệu năng tốt nhất thì đây là cục sạc mà chúng ta cần và đủ để cung cấp lượng điện năng cho con máy này. Điểm thứ hai mà mình không thích ở con máy này chính là cái tản nhiệt của nó. Ok, tản nhiệt của nó không hề tệ. Tuy nhiên thì tản nhiệt của nó vẫn chưa được đáp ứng được cái nhu cầu mà con máy này cần phải tải. À, ý mình là nó có thể hoàn toàn giữ được hiệu năng con máy này ở Core i7-9750H hay GTX 1660T hay là RTX 2060. Mặc dù vậy thì hiệu năng của con chip vẫn chưa được phát huy tối đa, do thiết kế của nó năm nay không có quá nhiều sự thay đổi. Nếu mà so với i540 năm nay tạm tạm tốt hơn hẳn thì con máy này chưa làm được cái điều đó. Mặc dù vậy thì hiệu năng mà nó vẫn giữ được cho ra là cực kỳ tốt và vẫn có thể đảm bảo được tối ưu cái hiệu năng cho nhu cầu chơi game của anh em, và vẫn tối ưu được để sử dụng cho màn hình 144Hz. Như vậy mình thấy là ok rồi và không phải là cái điểm mà quá đáng chê trách cho lắm. Hy vọng năm sau Lenovo sẽ thay đổi thiết kế tản nhiệt của mình để giúp cho máy cải thiện thêm về hiệu năng tản nhiệt. Tại vì Intel càng ngày làm ra những con chip nóng hơn hẳn so với mình tưởng tượng. Và đó là những gì mà mình nghĩ là mình muốn truyền tải hết trong video này rồi. Nếu anh em thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe cho cả Laptop Z. Và nếu các bạn nào đang muốn tham khảo những mẫu máy i545 tại Laptop Z với đủ các phiên bản cấu hình, hãy tham khảo tại Laptop Z, link mình sẽ để phần mô tả dưới video. Và bây giờ xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.